Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với bộ sách Cánh Diều, lịch sử và địa lý lớp 7. Trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần lịch sử. Chương 1, Tây Âu từ thế kỷ 5 đến nửa đầu thế kỷ 16. Bài 1, quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu. Mục tiêu bài học là sau bài học này thì em sẽ kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu, trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu, phân tích được vai trò của thành thị trung đại, mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Ở đây chúng ta thấy hình chấm 1, 1.1, lâu đài Arden của Anh. Lâu đài Arden của Anh được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, là một trong những lâu đài cổ kính đẹp nhất ở Tây Âu. Lâu đài là hiện thân quyền lực của tầng lớp quý tộc phong kiến Tây Âu tới phong kiến. Vậy chế độ phong kiến Tây Âu hình thành và phát triển như thế nào? Rồi, vậy thì chúng ta hãy cùng nghiên cứu bài này để có câu trả lời nhé. Một, quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Từ thế kỷ thứ 3, người Giác-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc từng bước chặt xuống xâm nhập La Mã, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở đế quốc này. Sau khi lật đổ đế quốc La Mã năm 476, họ đã thành lập nhiều vương quốc mới như Phương-Rang, Tây Gốt, Đông Gốt, vương quốc của người Anglo-Saxon. Những vương quốc này về sau phát triển thành các quốc gia Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia và Anh. Lục đồ 1 là các vương quốc của Tây Âu thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6. Cùng với quá trình hình thành lập các vương quốc, người Giác-man chiếm dụng đất của chủ nô La Mã trước đây. Tầng lớp thủ lĩnh quân sự được chia nhiều ruộng đất và phong tước, từng bước hình thành tầng lớp quý tộc quân sự. Người Giác-man từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy, tiếp thu Thiên Chúa Giáo, xây dựng nhà thờ. Nhà vua cũng phong tặng đất đai cho nhà thờ. Tầng lớp tăng lữ từng bước hình thành quý tộc quân sự và tăng lữ trở thành tầng cấp lớp giàu có và quyền lực. Nô lệ được giải phóng và nông dân mất ruộng đất trở thành nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa. Đến thế kỷ thứ 10, thứ 8, chế độ phong kiến ở Tây Âu cơ bản được xác lập. Vậy thì ở đây là chúng ta hãy cùng đến với phần câu hỏi. Đọc thông tin và quan sát lục đồ 1, hãy nêu những việc làm của người Giác-man sau khi lật đổ đế quốc La Mã. Kể lại những sự kiện chủ yếu của quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là nêu những việc làm của người Giác-man sau khi lật đổ đế quốc La Mã thì chúng ta có thể nêu ra như sau. Những việc làm của người Giác-man sau khi lật đổ đế quốc La Mã là: sau khi lật đổ đế quốc La Mã năm 476, họ đã thành lập nhiều vương quốc mới như Phương-Rang, Tây Gốt, Đông Gốt, Đông Gốt, vương quốc của người Anglo-Saxon. Người Giác-man chiếm dụng đất của chủ nô La Mã trước đây. Người Giác-man từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy, tiếp thu Thiên Chúa Giáo, xây dựng nhà thờ. Tầng lớp tăng lữ từng bước được hình thành, quý tộc quân sự và tăng lữ trở thành tầng lớp giàu có và nhiều quyền lực. Những sự kiện chủ yếu của quá trình hình thành xã hội chính là câu tiếp theo. Từ thế kỷ thứ 3, người Giác-man và các bộ tộc phương Bắc từng bước tràn xuống xâm nhập La Mã. Đến năm 476, sau khi lật đổ chế độ La Mã, người Giác-man thành lập nhiều vương quốc mới. Tầng lớp quý tộc quân sự tăng lữ là tầng lớp giàu có và nhiều quyền lực. Tầng lớp nông nô không có ruộng đất phải làm thuê và nộp tô thuế cho các lãnh chúa. Đến thế kỷ thứ 10, thứ 8, chế độ phong kiến Tây Âu được cơ bản xác lập. 2. Đặc điểm lãnh địa và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. Đến thế kỷ thứ 8, trên cơ sở những vùng đất rộng lớn của các lãnh chúa, các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu hình thành. Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kỳ phong kiến phân quyền ở Tây Âu.
Trong lãnh địa, lãnh chúa xây dựng pháo đài kiên cố, dinh thự, nhà thờ với hòm sâu và tường bao quanh cùng. Xung quanh là đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ, rừng, khu nhà ở của nông nô. Mỗi lãnh chúa có một lãnh địa riêng, toàn quyền cai quản như một vị vua. Trong lãnh địa, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo. Nông nô trồng trọt, chăn nuôi và làm các nghề thủ công như dệt vải, rèn đúc công cụ, vũ khí. Kinh tế trong lãnh địa mang tính tự nhiên, tự cấp, tự túc. Nông nô chủ yếu mua muối và sắt, ít có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài. Ở hình 1.2 chúng ta thấy đây là một khuôn viên, một lãnh địa phong kiến nước Tây Âu, có rất là nhiều các cái địa điểm, tất cả những thứ nào. Cư dân trong lãnh địa chủ yếu gồm gia đình lãnh chúa và nông nô. Lãnh chúa không phải lao động, họ luyện tập cung kiếm, cưỡi ngựa hoặc tổ chức tiệc tùng, hội hè trong lâu đài dinh thự. Nông nô có gia đình, nhà cửa và tài sản riêng. Họ thuê dụng đất của lãnh chúa để cày cấy và phải nộp tô. Mức tô rất nặng, có khi lên tới một nửa số sản phẩm thu được. Ngoài ra họ còn phải nộp nhiều loại thuế khác nhau như thuế đường, thuế cầu, thuế cày xin, thuế thừa kế tài sản. Như vậy, quan hệ xã hội chính trong lãnh địa là quan hệ giữa lãnh chúa với nông nô. Đọc thông tin và quan sát các hình 1.2, 1.3 hãy trình bày đặc điểm kinh tế và xã hội trong lãnh địa phong kiến ở Tây Âu. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời câu này sau khi quan sát hình nhé. Đây chính là các hình vẽ. Chúng ta thấy rằng đặc điểm kinh tế và xã hội trong lãnh địa phong kiến Tây Âu đó là đặc điểm kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo. Nông nô trồng trọt, chăn nuôi và làm các nghề thủ công như dệt vải, rèn đúc công cụ, vũ khí. Kinh tế trong lãnh địa mang tính tự nhiên, tự tất cấp, tự túc. Nông nô chủ yếu mua muối, sắt, ít có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài. Đặc điểm xã hội là cư dân trong lãnh địa chủ yếu là gia đình lãnh chúa và nông nô. Lãnh chúa không phải lao động, họ vui chơi luyện tập trong lâu đài dinh thự. Nông nô có gia đình, nhà cửa, tài sản riêng. Họ thuê dụng đất của lãnh chúa để cày cấy và phải nộp tô. Quan hệ xã hội trong lãnh địa là quan hệ giữa lãnh chúa với nông nô. 3. Thành thị Tây Âu thời Trung Đại. Từ khoảng cuối thế kỷ thứ 2, thứ 11, do sản xuất phát triển ở Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa gắn liền với hoạt động sản xuất của thợ thủ công và buôn bán của thương nhân. Thợ thủ công và thương nhân đến những nơi thuận lợi về giao thông, có đông người qua lại để mở xưởng, cửa hàng. Các thị trấn, thị tứ hình thành, rồi dần phát triển thành các thành thị. Thành thị có phố xá, bến cảng, rạp hát, nhà thờ. Kinh tế chủ đạo ở các thành thị là thủ công nghiệp và thương nghiệp. Hàng năm, nhiều hội chợ lớn được các thương nhân tổ chức để giới thiệu sản phẩm, hàng hóa và trao đổi buôn bán. Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong các thành thị đã góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. Đồng thời, thành thị góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc. Đặc biệt, không khí tự do ở thành thị đã tạo tiền đề cho sự hình thành các trường đại học lớn ở Tây Âu như Bologna, Italia, Oxford, Anh, Sorbonne, Pháp. Vậy thì đọc thông tin và quan sát hình 1.4, em hãy phân tích vai trò của thành thị thời Trung Đại. Theo em, vai trò nào là quan trọng nhất, vì sao? Cho hiện biết tên một số trường đại học ra đời của Tây Âu thời Trung Đại. Chúng ta có thể trả lời như sau. Đây là hình 1.4, một góc Bruges, Vương quốc Bỉ, thành thị nổi tiếng ở Tây Âu trong các thế kỷ thứ 12 và 15. Rồi, vậy thì chúng ta thấy rằng vai trò của thành thị thời Trung Đại là góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. Thành thị góp phần xóa bỏ chế độ phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc. Không khí tự do thành thị đã tạo tiền đề cho sự hình thành các trường đại học lớn nước Tây Âu. Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kỳ Trung Đại là góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống nhất quốc gia dân tộc. Vì người lao động trong xã hội phong kiến trước kia chỉ có nông nô, là người phụ thuộc vào giai cấp phong kiến, nay bắt đầu có người lao động tự do là thị dân. Vì vậy, nông nô sẽ noi gương theo thị dân đấu tranh quyền lợi tự do, giải phóng hoàn toàn khỏi chế độ nông nô. Sự ra đời của thành thị vào thế kỷ thứ 11
đánh dấu chế độ phong kiến ở Tây Âu bước vào thời kỳ phát triển, nhưng trong đó đã tiềm ẩn những nhân tố làm tan rã chế độ phong kiến. Thành thị đấu tranh giành quyền tự trị, có chính quyền do thị dân bầu ra để quản lý thành thị. Thị dân giúp đỡ nhà vua xóa bỏ chế độ phong kiến tập phân quyền, thiết lập chế độ phong kiến tập quyền. Thị dân dần được tham gia vào các chính quyền phong kiến như là quan tòa, quan tài chính, tham gia hội nghị ba đẳng cấp. Tên một số trường đại học lớn ở Tây Âu thời kỳ trung đại đó là Bologna của Ý, Oxford của Anh và Sorbonne của Pháp. Rồi 4. Sự ra đời của Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo do Giê-xu sáng lập vào thế kỷ thứ 1 tại Jude. Sự hình thành của Thiên Chúa Giáo có sự kế thừa giáo lý cơ bản và tín điều của đạo Do Thái. Khi mới ra đời, Thiên Chúa Giáo được đông đảo người dân tin theo, nhưng bị chính quyền của đế quốc La Mã ngăn cản. Đến thời trung đại, Thiên Chúa Giáo trở thành tư tưởng thống trị của giai cấp phong kiến. Giáo hội Thiên Chúa Giáo trở thành một thế lực rất lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Tây Âu. Hình 1.5, Chúa Giê-xu Giáng sinh trên mảng cỏ trong hang đá tranh vẽ. Vậy thì chúng ta hãy lưu ý là năm Chúa Giê-xu ra đời được quy ước là năm khởi đầu cho kỷ nguyên công lịch dương lịch. Chúa Giê-xu bắt đầu giảng đạo vào khoảng năm 30 tuổi. Vậy thì đọc thông tin và quan sát hình 1.5, hãy trình bày sự ra đời của Thiên Chúa Giáo và nêu hiểu biết của em về Chúa Giê-xu. Vậy thì chúng ta hãy cùng quan sát hình 1.5 nhé. Rồi, ở đây chúng ta thấy là hình 1.5 là hình Chúa Giê-xu ra đời trên mảng cỏ trong hang đá. Vậy thì chúng ta thấy rằng sự ra đời của Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa Giáo do Giê-xu sáng lập vào thế kỷ thứ nhất tại Jude. Sự hình thành của Thiên Chúa Giáo có sự kế thừa giáo lý cơ bản và tín điều của đạo Do Thái. Khi mới ra đời, Thiên Chúa Giáo được đông đảo người dân tin theo, nhưng bị chính quyền La Mã ngăn cản. Đến thời trung đại, Công giáo trở thành tư tưởng thống trị của giai cấp phong kiến. Những gì em biết về Công giáo? Công giáo ra đời vào thế kỷ thứ 1 sau Công nguyên tại vùng Palestine. Chúa Giê-xu người sáng lập ra Công giáo là người thuộc dân tộc Do Thái. Công giáo tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo lý Công giáo thể hiện tập trung trong Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước. Hệ thống giáo lý này được hình thành bổ sung trong nhiều thế kỷ. Công giáo có một số luật lệ, lễ nghi, 10 điều răn của Thiên Chúa, 6 điều răn của giáo hội, 7 phép bí tích. Vậy thì chúng ta hãy đến với cái phần tiếp theo, đó là phần chúng ta luyện tập nhé. Câu 1, hãy trình bày khái quát sự hình thành phát triển của lãnh địa và thành thị Tây Âu thời trung đại. Tiếp theo chúng ta hãy đến với câu 1. Chúng ta thấy rằng là sự hình thành phát triển của lãnh địa thành thị Tây Âu thời trung đại có thể được trình bày như sau. Thứ nhất là sự hình thành phát triển lãnh địa Tây Âu. Năm 476, người Giáp-man lật đổ đế quốc La Mã, thành lập nhiều vương quốc mới. Đến thế kỷ thứ 8, chế độ phong kiến ở Tây Âu cơ bản được xác lập. Còn thành thị Tây Âu thì khoảng cuối thế kỷ thứ 21. Cuối thế kỷ thứ 11, Tây Âu xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa, các thị trấn, thị tứ hình thành rồi dần phát triển thành các thành thị. Vậy thì chúng ta đã hết cái ý ở trên rồi, chúng ta sẽ đến với cái ý tiếp theo. Nếu sống ở các cái thời kỳ phong kiến Tây Âu, em sẽ chọn cuộc sống trong lãnh địa hay trong các thành thị và vì sao? Nên chúng ta hãy trả lời nhé. Chúng ta cần đọc kỹ câu hỏi. Nếu sống trong thời kỳ phong kiến ở Tây Âu thì em sẽ lựa chọn cuộc sống trong các thành thị, bởi vì là tại thành thị kinh tế hàng hóa phát triển, thuận lợi sản xuất buôn bán, các thị dân không chịu sự ràng buộc phục vụ ở lãnh địa. Thành thị là nơi đông đúc, ngoài buôn bán, trao đổi kinh tế, mọi người còn có thể giao lưu văn hóa, học hỏi kiến thức. Ngoài ra không khí tự do tại thành thị còn tạo tiền đề cho sự phát triển ở các trường học. Rồi bây giờ chúng ta đến với câu cuối cùng.
Hãy đóng vai một người nông nô hoặc một lãnh chúa, kể lại công việc và cuộc sống hàng ngày của mình trong lãnh địa. Thì cái phần này chúng ta sẽ ứng dụng thêm một chút văn học, là chúng ta sẽ phải nhận một vai và sau đó là xưng ta hoặc là tôi nhé. Gợi ý, ta là lãnh chúa, thân là một tướng lĩnh quân sự, trăm trận chiến, có công lớn trong việc chinh phạt La Mã, nên đã được vua phong cho làm công tước và được chia nhiều ruộng đất. Ta xây dựng nên một lãnh địa, trong lãnh địa có pháo đài kiên cố, có hào sâu tường cao bao quanh. Trong pháo đài có dinh thự, nhà kho, chuồng trại, ở xung quanh lại có đất canh tác, đồng cỏ, ao hồ như của khu nông nô. Hàng ngày ta được uống những thứ rượu vang nhau tuyệt hạng, ăn những miếng ăn bít tết ngon lành. Ta luyện tập cung kiếm, cuộc cưỡi ngựa hoặc tổ chức tiệc ở trong những lâu đài nguy nga tráng lệ. Những người nông nô sẽ thuê được đất của ta để cày cấy và phải nộp thuế cho ta. Cuộc sống của ngược lại, cuộc sống của hàng ngày của ta rất nhàn hạ và sung sướng. Ngược lại, những người nông nô phải lao động vất vả hơn một chút. Bài học hôm nay của chúng ta, bài học số 1 kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo. Các em đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều thông báo bài giảng mới trong tương lai nhé. Hẹn gặp lại các em.